Từ lùm xùm bị khách hàng tố cáo hợp tác với ngân hàng SCB lừa đảo, biến tiền gửi tiết kiệm thành hợp đồng bảo hiểm, hay sự bức xúc của khách hàng bị InSmart, đối tác của Manulife, chậm trễ thanh toán quyền lợi điều trị nội trú. Từ những vấn đề trên, công ty trách nhiệm hữu hạn Manulife Việt Nam khó giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm. Đúng như dự đoán, mới đây, công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, Vietnam Report, chính thức công bố danh sách top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2023. Theo đó, vị trí đứng đầu là Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ. Tiếp theo là công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam. Xếp thứ 3 là công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam. Điều đáng chú ý nhất là năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Manulife Việt Nam không còn nằm trong danh sách top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín của Vietnam Report. Trước đó, công ty trên đứng ở vị trí thứ 8. Thế vào vị trí của Manulife, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Mirai Asset Pvt. Lần đầu tiên lọt vào danh sách này. Báo cáo của Vietnam Report cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 93.178 tỷ đồng, giảm gần 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi đạt mức tăng trưởng hơn 15% trong năm trước, mà lý do chủ yếu đến từ khủng hoảng truyền thông lớn nhất trong ngành này. Từ đầu năm 2023, thị trường bảo hiểm đầy những thông tin tiêu cực về bảo hiểm nhân thọ trên các phương tiện truyền thông. Có đến 81,8% doanh nghiệp và chuyên gia của Vietnam Report cho rằng đây là thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải trong năm 2023. Các chuyên gia của Vietnam Report nhận định, loạt lùm xùm liên quan tới kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đã kéo niềm tin trên thị trường bảo hiểm suy giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử gần 30 năm phát triển tại Việt Nam.